và hôm nay mình sẽ phân tích một bộ phim mà mình mới xem và thực sự là rất là thích. Phim đấy tên là A Clockwork Orange. He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do. Nếu cho những bạn không biết thì đây là một phim từ rất lâu rồi. Phim từ tận những năm 1971. Đấy là thời ông nội đúng không? Nói chung là cái phim này nó từ rất lâu rồi. Và phim đấy nếu như mà các bạn không dành tiếng Anh thì tên tiếng Việt mình đã tìm trên một số kênh phim có những tên như là Cỗ Máy Tội Phạm, Cỗ Máy Con Người và Một Quả Cam Đều Đặn. Trước khi mình bắt đầu về cái phần phân tích của mình thì mình muốn thông báo trước là nếu như mà bạn chưa xem phim này và bạn sợ là sẽ bị spoil thì bạn nên xem phim này trước rồi sau đó mới xem cái video này. Còn nếu như mà bạn không sợ spoil thì cứ xem đi. That is Alex and my three Drews. That is Pete, Georgie and Dim. And we sat in the Corova milk bar trying to make up our Razoo Dogs what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra violence. Tượng đầu tiên của mình về cái bộ phim này là đây là một bộ phim vô cùng bạo lực và không ngại gây sốc. Nếu như mà bạn xem rồi thì mình sẽ thấy là đây là một trong những bộ phim bạo lực nhất mà mình từng xem. Nhưng mà nó được thể hiện một cách rất là nghệ thuật, cho nên là kiểu nó không phản cảm đối với người xem, hoặc là ít ra là đối với mình, có thể là đầu óc của mình nó bị có vấn đề, thế là mình mới không cảm thấy phản cảm. Nhưng mà mình thấy là cái cách xử lý cái hình ảnh bạo lực của bộ phim này nó rất là hay. Nó không kiểu lố như các bạn hay nói. Trong cái phần phân tích phim này thì mình sẽ muốn đi qua 4 phần chính để mình có thể đưa ra một cái điểm chính xác nhất cho cái bộ phim này. Mình sẽ đánh giá và cho điểm của từng phần, sau đó mình sẽ chia trung bình ra để ra một cái điểm tổng kết. Phần đầu tiên là phần nội dung. Đầu tiên thì nội dung của phim này thì các bạn, nếu như các bạn đã xem rồi thì các bạn biết rồi, là một cậu thanh niên ở trong một băng đảng, băng nhóm rất là yêu thích bạo lực. Cái băng đảng, băng nhóm này chuyên gia đi đánh đập và hiếp dâm những người vô tội. Và sau một thời gian dài làm những cái trò này thì thủ lĩnh của băng nhóm này và cũng là nhân vật chính của bộ phim, Alex Delarge, bị bắt vào tù với án 14 năm. Và sau 2 năm ở trong tù thì anh ta xin được vào một cái chương trình cải tạo tội phạm ở ngoài tù. Trong cái chương trình này do chính phủ bày ra thì mục đích của chương trình này là trong vòng 2 tuần họ sẽ có một cái chương trình cải tạo để làm cho những thằng tội phạm trở thành những người tốt, và sau đó sẽ thả những người tham gia chương trình này sẽ được thả ra vào trong xã hội và bị được miễn hết tất cả các án. Sau khi anh ta bị vào cái chương trình này thì hóa ra là nó lại không phải là một chương trình đơn giản như mà anh ta nghĩ. Cái cách mà người ta cải tạo tội phạm ở trong phim này là người ta sử dụng những hình thức tra tấn, như kiểu phải ngồi một chỗ và bị banh mắt ra để phải ngồi vài tiếng đồng hồ xem những cái thước phim có những hành vi như bạo lực hay là hiếp dâm. Và khi mà vừa xem vừa bị tra tấn như thế, sau khi được thả ra thì Alex bị chấn thương về tâm lý, và mỗi khi mà anh ta định đánh người hay là định làm những cái hành vi đó thì anh ta cảm thấy bị như kiểu bị đang bị tra tấn. Thế là phần nội dung khá là thú vị, khá là hay. Nhưng mà mình cảm thấy là cái nội dung này thì nó có thể hoàn toàn là có thể sâu sắc và thú vị hơn một tí. Cái điểm này mình sẽ cho 4.5/5 phần nội dung. Phần tiếp theo là phần cô cha đang ngủ. Phần này mà mình cũng muốn nói qua là cái phần phim hay là cảm xúc của bộ phim. Thì mình thấy là những cái trang phục hay là những cái kiến trúc, tất cả mọi thứ ở trong phim mình thấy khá là phù hợp với cái bối cảnh. Mà bối cảnh ở trong phim này là một tương lai
đen tối ở nước Anh, nơi mà tội phạm hoành hành ở khắp mọi nơi. Và mình thấy là cái cách trang phục của các nhân vật hay là những cái địa điểm như kiểu cách thiết kế của các ngôi nhà ở trong phim nó khá là phù hợp với cái bối cảnh tương lai này. Cho nên là tổng của cả cái phần này thì mình sẽ cho 4.5. Phần tiếp theo là phần hình tượng nhân vật và diễn xuất. Mình thấy là cái hình tượng nhân vật nó khá là thú vị. Nhất là nhân vật chính Alex Delarge là một cái nhân vật mà mình nghĩ là một nhân vật rất là phức tạp. Và được thể hiện bởi Malcolm McDowell. Được thể hiện bởi ông này, mình thấy là diễn rất là sâu sắc và xuất sắc. Trong cái phim này thì Alex dù là một người rất là bạo lực và có những hành vi cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà trong những cái phân đoạn mà nhân vật Alex này bị tra tấn hay là bị đánh đập hay là bị hắt hủi với xã hội thì mình cũng cảm thấy có một chút sự cảm thông cho cái lão này. Cho nên là vì cái việc là nhân vật nó sâu sắc như thế cho nên là mình quyết định cho phần diễn xuất này 5/5 điểm. Điểm rất cao đúng không ạ? Và phần tiếp theo mà mình muốn đi qua là phần hình ảnh phim. Trong cái phần này thì mình khá là ấn tượng về cái kỹ thuật quay của đạo diễn siêu nổi tiếng và tài năng. Nếu như mà các bạn chưa xem phim của ông này thì các bạn nên xem. Bắt đầu bằng A Clockwork Orange. Đạo diễn Stanley Kubrick là đạo diễn mà đã đạo diễn cho phim này. Và mình thấy là ông ấy rất hay sử dụng cái kỹ thuật One Point Perspective. Cái kỹ thuật này thì giải thích ra thì nghĩa là đặt máy quay ngay giữa của cảnh quay, sau đấy quay kiểu ngay từ chính giữa luôn. Chắc là cái team editing của mình sẽ cho kiểu một ví dụ nào đấy ở đây. Và ngoài ra thì ông ấy cũng có sử dụng trong cái đoạn mà Alex định tự tử và nhảy ra khỏi cửa sổ thì ông ấy đã ném máy quay ra ngoài cửa sổ để thể hiện được cái góc nhìn từ một người bay ra cửa sổ. Mình thấy là đấy là, nếu như mà đấy không phải là sự đam mê nghệ thuật thì mình không biết là cái gì nữa. Tuy nhiên thì mặc dù cái phần hình ảnh phim và các thứ nó rất là đẹp, nhưng mà mình thấy ông ấy sử dụng cái kỹ thuật One Point Perspective hơi nhiều, đến cái mức độ mà mình cảm nhận được là ông ấy sử dụng nhiều. Cho nên là mình sẽ trừ đi một chút điểm của cái phần này, và phần này mình chỉ cho 4.5/5 thôi. Và phần cuối cùng mà mình muốn phân tích là phần lời thoại và nhạc phim. Mình rất ấn tượng với cái phần lời thoại của phim này. Cái phần lời thoại nó bao gồm rất nhiều những từ được tác giả của cái chuyện, nếu như các bạn chưa biết, A Clockwork Orange được chuyển thể từ chuyện, được tác giả của chuyện đấy bịa ra rất nhiều những từ mà nếu như bạn xem lần đầu thì bạn sẽ kiểu bọn em nói về quá gì thế, nhưng mà khi mà các bạn xem dần thì các bạn sẽ tự kiểu nghĩ ra, hiểu ra được là người ta đang nói cái gì. Thì mình thấy là cái này, phần này thì nó khá là sáng tạo và khá là đặc biệt. Nó rất là thêm vào, hỗ trợ cho cái bối cảnh tương lai mà bộ phim này nó được đặt. Và phần nhạc phim thì mình cũng thấy là nó rất là phù hợp với các cảnh phim. Và mình ấn tượng nhất là cái cách sử dụng bài hát Singing in the Rain trong phim này. Nếu như các bạn dành một chút về phim ảnh của Hollywood thì Singing in the Rain là một bài hát được hát bởi một nhân vật vô cùng hạnh phúc ở trong phim Singing in the Rain. Đây là một trong những phim nhạc kịch nổi tiếng nhất mọi thời đại, và cái bài hát đấy được hát trong một bối cảnh rất là hạnh phúc. Nhưng mà trong cái bộ phim này thì nó đã làm mình hoàn toàn bị ám ảnh bởi cái bài hát này, tại vì đây là bài hát mà Alex đã hát trong khi hiếp dâm một người phụ nữ ở trong nhà của bà ấy, trước mặt chồng bà ấy. Cho nên là nhưng mà thực sự thì mình thấy là đây là một cái cách sử dụng bài hát khá là thú vị và cũng khá là mới. Cho nên là mình cho phần lời thoại nhạc phim 5/5. Vậy thì đó là cái phần mà mình đã phân tích chung. Về cái phần ý nghĩa của bộ phim thì mình thấy là nó cũng đưa ra những cái câu hỏi đạo đức rất là hay. Như là cái việc tra tấn người khác, tra tấn tội phạm để biến họ thành một con người khác hẳn
và lấy đi cái sự lựa chọn đạo đức của họ, thì đấy, việc đấy có phải là đạo đức không? Những câu hỏi như thế mình nghĩ là nó rất là thú vị, mình nghĩ nó rất là hay, cho nên là mình sẽ cộng thêm 0,5 điểm về phần ý nghĩa hay trong bộ phim này. Và khi mà cộng lại thì mình đã cộng cái điểm này từ tối qua rồi, cho nên là điểm này tất cả cộng lại với nhau sẽ là 19.5 chia cho, có phải 19.5 không? Đúng rồi, 19.5 chia cho tổng cộng là 20 điểm. Thì chúng ta có điểm cuối cùng là 4.9/5 cho bộ phim A Clockwork Orange, hay là Quả Cam Đều Đặn. Và mình thực sự, nếu như mà nghe điểm đấy thì các bạn đã hiểu rồi là mình rất là khuyến khích các bạn xem phim này. Đây là một trong những phim hay nhất mà mình từng xem, có thể là phim hay nhất mà mình từng xem. Nhưng nếu như mà các bạn không thích những cảnh quá bạo lực hay là những cảnh liên quan đến hiếp dâm thì mình khuyên là các bạn không nên xem. Thế thôi, và đây là tất cả những gì mà mình có cho cái video ngày hôm nay. Mình mong là các bạn đã thích và đã không ngủ gật như người quay phim của mình. Nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy ấn like và subscribe để xem những video về sau cũng như này. Và các bạn có thể bình luận ở dưới xem là các bạn muốn lần sau mình sẽ phân tích phim nào nữa. Tại vì mình rất là thích xem phim và cuộc đời của mình không có một cái gì khác ngoài phim. Và mình không có bạn, mình chỉ ngồi ở nhà cả ngày xem phim, cho nên là ít ra thì mình muốn làm một cái gì đấy có ích bằng cái việc ngồi ở nhà xem phim cả ngày. Thì thôi, và các bạn hãy bình luận và like và subscribe và comment đi. Thế thôi nhá, chào các bạn, bye bye.